Đây, xin chào anh em, hôm nay chú Thắng mới về thêm được một ít heo Thắng Rambo xám Titan, hai bít đối xứng, logo lớn ha. Thì đây là trước mặt anh em, đây là cái sản phẩm đó là heo Rambo hàng zin chính hãng ha. Giá cho con heo Rambo hàng zin chính hãng này mình bán có 2,2 triệu một con, bao anh em là bố zin tắt tần tật, zin từng chi tiết, đúng hàng zin chính hãng Rambo. Thì giá cho con heo này mình bán là 2,2 triệu. Thì heo này thì anh em nếu mà chơi xe kiển thì ở thị trường Việt Nam mình cũng quá quen thuộc rồi. Trong tầm giá hôm nay là giá như thế này là rất tốt luôn. 2,2 triệu một con. Màu xám Titan, logo lớn. Đó, đây bây giờ mình quay cận cảnh chi tiết cho anh em xem ha. Đúng hàng zin Rambo. Heo này thì anh em về có thể gắn được nhiều loại xe, dùng để làm tháng trước tháng sau gì tùy ý. Thì heo này nó chỉ là vậy, còn anh em về là tự làm bát theo xe, theo lồng đĩa gì đó, xe nào gắn cũng được, Yamaha, Suzuki, Honda, Yamaha gì vô tư. Heo này rất là đẹp nha anh em. Còn nói về chất lượng thì tất nhiên là heo zin Rambo thì anh em cũng biết rồi, một thương hiệu lớn về sản xuất là cái những cái con heo để Thắng này cho rất là chất lượng rất là tốt. Giá 2,2 triệu một con, ba anh em đúng hàng zin hãng nô phát. Anh em nào mà đến kiểm tra nói hàng này không đúng hàng zin ha, làm phát tặng anh em 100 triệu, nhưng mà phải chứng minh mình được là cái này là không phải là hàng zin ha. Còn đây mình bán, mình cam kết với anh em là 100% là hàng zin heo Rambo xám Titan, màu này rất là hot nha, lên xe rất là đẹp. Giá 2,2 triệu một con, giá hôm nay rất là tốt rồi nha anh em.